TikTok, một trong những nền tảng có lượng video ngắn nhiều nhất ở thời điểm hiện tại trên mạng xã hội, một nơi mà chúng ta có thể giành được sự nổi tiếng cực kỳ dễ dàng. Khi Lộc Bamboo, một trong những TikToker làm về Backworld lên đến 200.000 follow, nhờ lối chơi đá mắt mà cô ta đã đạt được gần 200.000 follow chỉ trong một thời gian ngắn và rất nhiều video lên đến cả chục triệu view. Kelly Mongwa hoặc với đủ thể loại breaching và tự nhận mình là người chơi Minecraft nữ hay nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng sự thật, nếu các bạn có biết rằng tất cả những video của Lộc Bamboo đều là fake và còn là một cô gái tô xích và tự cao mình đến mức nào. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cho thấy tất cả bằng chứng cho thấy Kiloker làm video tất cả đều là fake và cô nói tự nhận mình là người chơi hay nhất cũng chỉ là tự cao chính mình. Ở thời điểm hiện tại thì Kiloker Bamboo đã ra tổng cộng tất cả là 26 video, nhưng thực ra tất cả đều là fake. Lấy dẫn chứng đơn giản nhất là ở video phổ biến nhất là lên đến 17 triệu view. Hãy cùng phân tích một chút ở đầu game. Mở đầu, Kiloker có cho mình một cây kiếm đá, 12 đá stone, 16 khối kính, một stack gen và 8 cái thang. Tổng cộng tất cả là 102 cục sắt. Nhưng các bạn nên hiểu, đó là một số lượng sắt rất nhiều mà các bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để trữ được cho mình trong base. Mà trong khi đó các player khác chỉ có 4 cục sắt. Các bạn sẽ phải tự hỏi trong thời gian đó, đáng ra các player khác đã phải đến base của Kiloker hoặc rời khỏi base rất là xa rồi. Hoặc là một video target của Kiloker chẳng hạn. Rồi các bạn sẽ thấy Kiloker Bamboo edit video hay đến mức nào. Các bạn hãy để ý kỹ phân viên dưới Funhall 3. Ở đồ Funhall 3 không có ở đâu, boom, chết một phát, xuất hiện lại luôn. Thêm nữa, sau khi anh trai chết thì đang từ map Paris xuất thì chuyển sang Skyride. Và sau khi hồi sinh thì lại từ Skyride sang Mirator map. Đây cũng là một video vô lý nhất của Kiloker. Và chính người đã chơi cùng với Kiloker trong video đó đã thừa nhận anh ấy chưa bao giờ chơi cùng với Kiloker và chưa bao giờ stream kiểu đó. Và thậm chí anh ấy còn vào hẳn cả Discord của Kiloker để nói dỡ. Nhưng mà mod của server bảo rằng tôi không dỡ, tôi nghĩ cô ấy quá nổi tiếng nên không thể nói chuyện. Đoạn này nó hơi nhột. Vì người đã chơi cùng với Kiloker trong video đó không phải là anh ấy, mà đó chỉ là một video được edit lại. Liệu có bao giờ các bạn cá chắc đây là gameplay của Kiloker không? Đôi khi các bạn nhìn thấy Kiloker chơi các bạn bảo wow, đây là một video cực kỳ hay, wow, cô ấy có thể carry breaching cực kỳ tốt. Nhưng mà thực ra tất cả không phải là như vậy. Nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể biết được? Đây mới chính là video gameplay thực sự của Kiloker. Video này đã được đăng tải lên TikTok nhưng sau khi đó đã bị xóa. Video này sẽ cho các bạn thấy thực sự rõ Kiloker chơi cực kỳ kém. Và video này được quay tầm khoảng 30 FPS trong khi video đăng chính thức của Kiloker là 240 FPS. Và các bạn có thể thấy số sao của Kiloker ở video cũ là 180, trong khi đó số sao của video mới nhất là 190. Với hai bằng chứng như vậy có thể nói đó không phải là gameplay của Kiloker. Vậy thì đây là gameplay của ai? Một người đã bị tình nghĩ là người đã chơi thay thế cho Kiloker Bamboo, đó chính là Lamb Frog. Các bạn hãy để ý hai phần setting ở bên dưới là CBS và Block. Nó cũng rất giống với setting của Kiloker Bamboo. Và thậm chí cách edit của hai người cũng rất là giống nhau, từ nhạc cho đến setting Luna. Yes. Nhưng mà tại sao cả hai người lại edit giống nhau đến như vậy? Cái này chúng ta phải tìm đến Alpha, một người chơi đã từng chơi cùng với Kiloker. Alpha đã nói rằng like, I don't really want to do that. She gave me her account details and just like I got clips for her and all that. She's just very lazy. All right. Basically. And you also edited too. She didn't edit any of it. No, she didn't. All she did was the song idea. That's it. So she, oh, so she picked the song and then you recorded all the gameplay from both of your POVs and edited. Và đó chính là tất cả. Kiloker đã duy nhất bản nhạc vào, còn lại để Alpha edit video. Đó chính là tại sao video của Lamb Frog và Kiloker giống nhau đến như vậy. Giờ thì chúng ta hãy chỉ ra những điều bất cẩn và kỳ lạ trong video. Rất nhiều những người chuyên nghiệp trong làng Breaker đã xem video này và cho rằng tất cả những video đều là fake. Nhưng pha Terry Brick cũng rất là lạ. Và đúng vậy, đây chỉ có thể là cheat. Và đây mới chính là vấn đề mà chúng ta muốn nói đến. Ở 3 video ngẫu nhiên của Kiloker, nhảy từ trên cao xuống mà không bị dính sát thương. Kiloker đã sử dụng kính hồng trong video, mà trong khi đó loại kính được bán duy nhất trong Backworld là kính thường. Hoặc là ở hai video này số sát không được hiển thị trong Horde 3. Hoặc là ở video này thanh đói bị cạn, mà trong khi đó khi chúng ta chơi Backworld chúng ta sẽ không thể nào bị cạn thanh đói. Hoặc là ở video này sắt không được thả trong game. 4 video này của Kiloker số sao lên xuống một cách bất bình thường. Ở trong video này chưa có một ai lập tên in game như thế này cả. Người chơi trong video này chưa bao giờ đăng ký ở trong 2pixel. Như vậy đưa ra kết luận Kiloker không hề chơi trong 2pixel, tất cả đều là diễn và server Kiloker chơi là một server tự tạo.